Xin chào 500 anh em đến với độ xe việtnam.com. Này Khánh làm chiếc rim nha nè, rim máy lên full 125. Full 125 chạy kiển đường phố nha nè. Máy đang vả ra để lên full 125 với vô số đồ chơi nè. Rim vô gặp thuộc Olin nha nè, thuộc Olin. Đây, mới hàng mới 100 nha nè. Tăng áp với buri. Này nha nè. Rồi ba chấu thân áp NRK chống đổ. Cần số titan. Chống nghiêng kiểu nha anh em. Cặp giò gà. Đây. Bô e. Càng thắng titan. Của nhôm kiểu nha anh em. Cản sau titan. Chắn buồng titan. Đó. Này dọn sơ sơ nha em, tháng sau chủ xe có lúa dọn tiếp. Đây, anh em nào muốn dọn xe vô đồ chơi máy lên 125, 135 cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Đây xong xuôi rồi lên lại cho anh em coi clip ha. Đây dọn từ từ anh em, máy lên full 125 nha anh em, làm full máy bao bền, đi phố này kia là bao ok cho anh em luôn. Rã ra hết nha nè, rã hết rồi bắt đầu rửa sạch sẽ, bắt đầu vô đồ 125 nha nè. Anh em có thời gian cứ dục xe lại để mình làm xong canh chỉnh nha nè. Gấp quá chủ xe yêu cầu chiều lấy mà mình khuyên xe để mai để đô đai xong rồi mới giao xe. Full 125 pin. Gói này chạy bao bền nha nè, bao bền ha. Chạy bền như zin nha nè. Vô dàn chân bao cứng nha, nhìn bao đẹp anh em ha. Được Olin bình hơi là bao cứng cho anh em rồi. Sau chủ xe lên gấp nhôm bắt đầu luôn. Giờ lúa có nhiêu đây thôi. Chơi nha em, bô thuộc Olin, cản sau titan,
xe dọn kiện vô đồ chơi, cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha, bao làm hết cho anh em, bịch máy bao tê cho anh em ha, nhẹ nhàng nha anh em. Yeah.